Hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael Sài Gòn. Ngày hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Ba Michael đang có mặt ở đây là 133 đường Đặng Văn Ngữ. Hồi xưa con đường Đặng Văn Ngữ này nó còn có tên là con đường Quỳnh Văn Tiên đó bà con. Rồi bên tay trái mà Michael đây là hai bên trái phải hồi xưa là chung cư Kiến Thiết, cư xá Kiến Thiết chứ. Rồi con đường này là đường Quỳnh Văn Bánh nè. Con đường Quỳnh Văn Bánh này hồi xưa là đường Nguyễn Quỳnh Đức. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe ha, để cùng với ba Michael đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Miếu Phú Lộc. Ở đây có cái chùa Giác Quyển nè, trường tiểu học Chi Linh. Rồi ở đây có một cái nhà thờ nè bà con. Nhà thờ này là nhà thờ Tân Hòa. Vậy là ở đây là thuộc về xứ Tân Hòa. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Quỳnh Đức năm xưa nha bà con. Mỗi lần ba Michael đi trên cái con đường này, ba Michael bị nhớ hoài luôn á bà con. Xin thưa bà con, bác, ba Michael nhớ hoài luôn á cái con đường này. Cái thời mà cách đây, cái thời mà ba Michael mới làm YouTube á, con đường này ba Michael bị chửi te tua luôn. Chửi ghê lắm. Đây là đường Lê Văn Sĩ nè bà con. Đây là cổng xe lửa số 6. Nè, ở đây có cái chợ. Bà con bác biết tại sao ba mươi cậu bị chửi đây không? Bởi vì một cái lý do rất là đơn giản. Hồi đó ba mươi cậu đi nói cái con đường Nguyễn Quỳnh Đức đó là Nguyễn Đức Quỳnh. Thế là trời ơi, quá trời người vô chửi luôn, mà bà con cô bác chưa biết đâu, càng chửi cái phim nó lại càng nhiều người xem, mà có khổ lắm. Đây là đường này, đường Trần Hữu Trang. Ở đây có cái chợ Trần Hữu Trang. Cái sau đó cái ba Michael làm nguyên một cái video nữa trong cái series cái câu chuyện mà mình bị chửi. Nên là ba Michael nhớ hoài con đường Quỳnh Văn Bánh này. Còn bây giờ thì xin thưa bà con cô bác, giờ ba Michael hết bị chửi rồi. Hồi đó cái chân ướt chân ráo mới vô làm YouTube á, trời ơi, nói sai một cái là bị chửi ghê lắm, chửi té tu luôn. Không biết thì thôi đừng có nói tùng ông. Ui gì, ba mày còn làm 3 video luôn á, xoay quanh cái xui cái câu chuyện ba mày còn bị chửi. Còn giờ á, ba mày còn nói sai không ai chửi ba mày còn á, kỳ lạ đời á. Nhiều khi ba mày còn cố muốn bị chửi lắm á, nhưng mà sao giờ cái ba mày còn nói sai không ai chửi ba mày còn á. Mà bây giờ ba Michael nói sai là các bác nhắc lại giúp ba Michael. Mà hồi xưa nói sai một tiếng cái là bị chửi à. Lạ đời. Hồi xưa ba Michael đi ngang qua những cái địa danh á, địa danh địa sử bà con, cái ba Michael không nhớ. Cái ba Michael nói là ba Michael không nhớ, mà nhờ các cô bác nhắc giúp ba Michael. Vậy mà cũng bị chửi đó bà con. Hồi xưa ba Michael làm video ba Michael bị chửi lắm. Chứ không phải như bây giờ đâu. Hồi xưa hình như là ba mấy cầu số ba mấy cầu bị chửi, mà chắc có lẽ do bị chửi nhiều quá cho nên giờ không ai chửi ba mấy cầu nữa hết á. Ba mấy cầu giả sử nó đi tới đây cái ba mấy cầu nói là ba mấy cầu không nhớ này, cái là bị chửi à. Làm YouTube mà không biết chuẩn bị trước rồi không biết thì đừng có làm rồi tùm lum. Không biết thì đừng có nói. Còn giờ không ai nói ba mày cầu câu đó.
giả Trần Hữu Trang nè bà con. Này để ba mày cầu đi con đường Nguyễn Quỳnh Đức này đi. Giờ mà ba mày cầu nói cái con đường này là Nguyễn Đức Quỳnh, không biết có ai vô chửi ba mày cầu hay không ha. Bên kia có nhà may Thiên Thương đó bà con, may Âu Phục và quân phục nữa nha bà con. Cho nên bà con bác hồi xưa đó là có may quân phục rồi đó. Đây là cái con cẩm xe lửa nè. Đây là đường Nguyễn Đình Chính. Đây có một cái con đường nè. Ở đây có một cái con đường tên gì thì không nhớ nè, để đi lát nữa tới bà mọi người nhớ, bà mọi người nói. Hai cái thế giới khác biệt lắm mà con, bên tay trái và bên tay phải khác nhau. Khu này là bán cà phê cũng nhiều lắm nha bà con, cà phê dạng sân vườn á. Ba mày cầu đi ngược cái chắc không nhớ đường quá, con đường tên gì mà ba mày cầu quên rồi. Hồ Hiểu Chánh. Xin thưa bà con bác, hồi xưa mà quẹo đường Hồ Biểu Chánh này là hồi xưa là mấy căn nhà biệt thự của các sở Mỹ á. Còn bên đây cũng là đường Hồ Biểu Chánh nè. Đó, đây là xóm, là xóm nhà lá đó. Cũng là con đường Hồ Biểu Chánh mà có hai khu riêng biệt nha bà con, một khu người Việt, một khu là những người làm cho hãng sở Mỹ á. Cà phê muối Chú Lâm mà con bác thấy không, bây giờ nó đâu còn có đông đúc nữa đâu, cái thời mới ra trời đứng xếp hàng mua thấy ghê lắm. Rồi từ từ cà phê muối này nó cũng sẽ đi vào giống như cà phê trứng vậy đó. Rồi ở đây là ngã tư, đường này là đường Trần Quy Liệu với lại đường Quỳnh Văn Bánh. Quẹo tay phải là mình về Trương Minh Giảng đó bà con. Quẹo tay trái này là đi lên nhà thờ vậy đó, nhà thờ Nam ở Phú Nhuận. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Quỳnh Đức nha, ở số 155, bây giờ nó là Quỳnh Văn Bánh. Rồi giờ mình qua đây. Con đường này là con đường Nguyễn Văn Trỗi nè bà con. Con đường Nguyễn Văn Trỗi này thì hồi đó nó là đường 1 tháng 11. Trước khi mà nó mang tên đường 1 tháng 11 này, hình như là nó mang tên một cái tên nữa là Ngô Đình Khôi. Anh em của ông Ngô Đình Diệm. Hồi xưa còn có một cái ông nữa là ông Ngô Đình Thục. Ông Ngô Đình Thục là tổng giám mục đó nha bà con. Hình như là tổng giám mục Huế á, giáo phận Huế.
ông Ngô Đình Thục là được thụ phong giám mục thứ mấy ta? Thứ ba nha bà con. À, là chỉ sau ông Nguyễn Bá Tầm với ông Hồ Ngọc Cẩn, rồi tới ông Ngô Đình Thục, rồi tới ông Phan Đình Phùng. Đây là Phú Lâm tự nè, chùa Phú Lâm. Rồi mình ra tới đây rồi, con đường này là con đường à, bây giờ nó tên gì ta? Đường này giờ nó tên gì? À, đường Phan Đình Phùng. Xin thưa bà con cô bác, con đường này là đường Phan Đình Phùng. Hồi xưa ở đây là con đường này nó tên là con đường Võ Duy Nguy. À, đây là ngã ba Phan Đình Phùng với lại Huỳnh Văn Bánh, hồi xưa là Võ Duy Nguy với là Nguyễn Quỳnh Đức. Bà con cô bác thấy cái tòa nhà Việt Kim Băng, ơi Việt Tinh Băng không? Hồi xưa đó là rạp Văn Cầm đó bà con. À, như vậy là đối diện qua rạp Văn Cầm bên đây nè, là hồi xưa là còn có một cái đình. À, đây là cái đình nè bà con. À, bây giờ đó là nhà sách Phú Nhuận. À, đây đây hồi xưa là cái đình. À, đây là Võ Duy Nguy nè, Phú Trung Quý. Hết hồn trời. Ồ, quên sơ ý ha. Ở này người ta chạy ngược chiều ghê quá. Rồi đây là có cái nước mía nè. À, nước mía đây nổi tiếng lắm nha bà con. À, mỗi lần mà ba mẹ gò thỉnh thoảng qua đây, ba mẹ gò thường mời các cô chú, anh chị và các bạn uống nước mía. Giờ mình chạy vòng chợ Phú Nhuận nha bà con. Chợ này như là xưa ta còn gọi là chợ Sở Tài nè, không biết phải không nữa nha. Từ một ngôi chợ mà chợ cấp nhỏ xíu thôi, một cái chợ làng đó, mà giờ là thành cái chợ trung tâm của quận Phú Nhuận luôn á. À, chúng ta dạo một vòng chợ Phú Nhuận. Bà con bác thấy một chú bị mất cái chân á, mà đi bán vé số mà con. Mình hồi xưa gọi là gì ta? Nếu mà miền Nam mình hồi xưa dân Sài Gòn thường hay gặp mấy cái này, mình gọi là gì ta? Nó gọi là si cà thọt đó bà con. À, hay si cà que ta. À, si cà que, si cà thọt. Thì đang đi bán vé số. Thì xin thưa bà con bác, mai mày còn nhìn cảnh này cái tự nhiên ba mày còn nhớ đến có một cái vụ mà rất là thương tâm và đau lòng luôn. Bây giờ để ba mẹ cậu kể cho bà con bác nghe. À, con người cùng là con người với nhau mà đối xử với nhau tàn nhẫn lắm. Đây người mù, người mù đỡ. Ô sao đây người mù, người mà không có chân nhiều quá vậy ta. Cái chợ này nhiều quá ha. Mấy cái người đó là những cái hoàn cảnh rất là đáng thương mà con. À, họ là một trong những cái người mà gọi là cái số phận sinh ra cho họ là họ đã bị thiệt thòi rồi. So với những người mà mình bình thường, mình có đầy đủ tay chân, đủ hết, mình hay gọi là đủ các chất giác giác quan á. À, thì những cái người đó đáng lý là phải được chăm lo, được, tại vì hoàn cảnh họ đáng thương lắm. Nhưng mà trên đời này có nhiều con người đó, nó sống á, nó gọi là cái mình thường hay gọi là gì ta? Ác nhân thất đức các bà con.
À, sống sống kiểu ác nhân thích đức lắm. Sự việc này xảy ra ở ngoài, không phải ở Sài Gòn mà ở Biên Hòa bà con. Thì có một người mình thường hay gọi là, thời nay người ta gọi là cục tay cục chân á. Thì có một cái chị bị cục tay cục chân. Đáng lý cái số phận của những người này nè, họ là phải được chăm sóc, họ có thể là họ vào những cái chỗ bảo trợ, những cái bảo trợ xã hội bà con, tại vì đã cục tay cục chân rồi thì đâu có làm ăn gì được nữa bà con, đúng không bà con? À, người ta cục một tay cục một chân thôi là đã thấy là đã mất sức lao động rồi, còn cái này là cục tay mà cục luôn chân nha bà con. Thì bà con có bác thử tưởng tượng một cái con người như vậy thì họ đã không còn cái gì để có gọi là mất hẳn hoàn toàn cái giá trị lao động luôn rồi đó, có nghĩa là không còn lao động được luôn á, tại là gọi cục tay cục chân mà làm gì nữa. Nhưng mà những người này họ đã vượt lên cái nghịch cảnh nha bà con, vượt lên cái số phận của mình, họ vẫn không đi xin nha bà con. Ba Michael nói thật, đáng lý là những cái con người này là mình phải khâm phục cái ý chí vươn lên của họ, mình giúp không được thì thôi chứ mình nở lòng nào mình lại đi hại họ bà con. Thì cái chị này là chỉ làm nghề bán vé số. Thì cái ngày hôm đó là chị nhận 840 tờ từ cái đại lý. 840 tờ nha bà con, nhận từ cái đại lý. Thì chiều hôm đó chị đi nhận về vé số về, nhưng mà mưa tầm tã quá cho nên chị bán không được. Thành thử ra sáng cái chị mới mở hàng ra, chị dọn ra để chị bán. Thì có một người đàn ông lại là mua vé số. Mua mấy tờ vé số, 5-7 tờ, 8 tờ gì đó, sau đó cái đưa cho chị 200 ngàn. Thì trong lúc mà chị lây hoay, chị thấu tiền cho người ta đó, thì cái ông này ông mới đánh cháo cái tờ vé số, một cái cặp tờ vé số đó, cũng cái đài Tiền Giang đó luôn. Đó là có nghĩa là họ đã cố tình lừa rồi nha bà con, cố tình lừa đảo đó. Họ lấy cái vé số đó, họ đưa họ quăng vô lại trong cái túi của chị. Thì bà con của bác biết mà, đã cục tay cục chân thì mình đâu có hoạt bát được. Cho nên mấy những người này thường hay bán là nhờ sự hỗ trợ của những người mua. Tức có nghĩa rằng là vé số tôi để trong đó đó, thì anh muốn thì anh cứ lấy giùm tôi, lấy bao nhiêu tờ nói rồi tôi thối tiền lại. Đó, lợi dụng đó bà con. Rồi cuối cùng cái lựa xong cái trong lúc mà chỉ lây hoay chỉ thối tiền á, với cháu một cái cọc vé số đó quăng vô lại. Thì chị này là chị làm mù chữ đó bà con. Trời ơi khổ ghê không. Chị chỉ biết là cái tờ đó, ở cái số đó là giống Tiền Giang vậy thôi, chỉ mù chữ nữa. Thành nữ ra chị đợi sao đến khi mà chị lập cái vé số lên, chị bán cho người ta, cái người sau người ta đi mua, người ta mới bắt đầu người ta mới để ý. Thì người ta mới nói, ủa vé số này hết hạn rồi, mà cách đây cũng gần 5 tháng đó nha bà con. Là từ tháng 5, tháng 4, tháng 5 gì đó. Thì lúc đó chị ấy mới tá quả tam tình ra là chỉ bị lừa hết 840 tờ. Bà con có bác thấy trên đời này có những cái kẻ ác nhân thích đức dữ dội không? Quá ác. Ba mấy rồi đọc xong mà ba mấy rồi cảm thấy mà coi như là sốc luôn đó bà con. Không ngờ trên đời này vẫn còn chỉ có những con người mà nó tán tận lương tâm mà nó ác nhân thích đức dữ vậy. Con đường này đường Nguyễn Văn Mai nè bà con. Thiệt sự là không ngờ. Mà 840 tờ là tương đương 8.400.000 nha bà con. Thì tiền đâu chỉ trả lại cho đại lý đây. À, coi như là cục vốn mẹ mà âm vốn luôn. Giờ không có tiền để trả cho đại lý là thành, tự nhiên trở thành mang nợ. Chị khóc quá trời, chị báo công an. Bây giờ công an đang tiến hành điều tra. Ê, thiệt là bà con bác thấy không? Ở đời có nhiều cái khó ngờ. Rồi người dân người ta cũng quyên góp lại cho chỉ ít, nhưng mà giờ cái số tiền nó cũng không đủ để trả nợ nữa. À, thực sự. Mà bây giờ thì cũng đâu biết đường đâu. Những người dân Sài Gòn thì nghe cũng cảm thông lắm. Thật ra số tiền đó 8 triệu mấy cũng không có nhiều nha bà con. À, thật ra 8 triệu mấy không có nhiều. Nhưng mà đối với những người mà người ta đi lam lũ, người ta bán vé số kiểu này nè, là cả một gia tài đó nha bà con.
thì không biết cái sự việc này giải quyết sao, thì ba mấy con hy vọng là các công an, mà chắc ba mấy con nghĩ rằng là công an mà đã chính thức mà vô cuộc điều tra rồi cỡ nào mà không ra. Xin thưa bà con cô bác, ba mấy con không biết bà con cô bác ở các nước trên thế giới như thế nào nha bà con, nhưng mà ba mấy con cam đoan với bà con cô bác luôn, sự việc này mà gây chấn động này mà công an mà vào cuộc rồi là cỡ nào cũng lòi ra hết, chắc chắn luôn, ba mấy con chắc chắn. Ba mấy con nói thật chứ ba mấy con tin tưởng mà cái lực lượng công an ở Việt Nam mình lắm. Họ mà đã tập trung mà họ vào điều tra phá án là cỡ nào mà không ra, thì hy vọng rằng là sẽ điều tra ra được cái vụ này, và để đưa cái người mà tán tận lương tâm mà cái ác nhân cất đất này ra pháp luật, để cũng là một cái ba mẹ còn nghĩ là cũng là một cái để làm gương cho những cái kẻ nào mà nó vẫn còn cái âm mưu vậy á, thà lừa những người mà nó có tài sản hay là nó có tóc thì cũng đỡ, người ta đã nghèo, người ta đã không cục tay cục chân, người ta đã mất hết tất cả rồi đó. Người ta đã là một cái hoàn cảnh cực kỳ đáng thương đáng khổ rồi, mình giúp không được thì thôi, mình còn lại đi mình hại người ta, kiểu đó mình lợi dụng cái sự thiếu hụt của người ta mà mình làm như vậy, thực sự là quá ác. Rồi bây giờ đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, thì xin thưa bà con bắt đây, đây hồi xưa đó là đường Công Lý, chúng ta đang đi trên con đường này, là con đường này là con đường Trần Quốc Toản nha bà con. Hồi xưa đây là con đường này mang tên là đường Nguyễn Đình Chiểu, bên đây là viện Pasteur nè, còn đây là hồi xưa là cái gì mà Đông Y gì đó bà con. À, cà phê suối đá. Bên phải này là nhà thiếu nhi thành phố nè bà con. À, nhà thiếu nhi thành phố này là hồi xưa trước năm 75 ở đây là phủ phó tổng thống nè bà con. Nơi đây là nơi làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ nè. À, vào thời mà đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa á, nơi đây là nơi làm việc của ông Nguyễn Cao Kỳ. Rồi sau này giao về trong Trần Văn Hương. Sau năm 1975 thì cái thời đó là thời của ông Sáu Dân, ông Võ Văn Kiệt đó bà con. Thì lúc đó ông là bí thư thành phố. Thì ông mới giao cái này về cho bên thành đoàn để làm cái nơi mà để gọi là phục vụ cho thiếu nhi. Cuộc đời của ông Võ Văn Kiệt gắn liền với thành phố mình là có những cái ông rất là chăm lo về cái vấn đề mà thiếu nhi nha bà con. Có hai cái đất, ba miếng đất mà ông sẽ dành cho thiếu nhi, nhi đồng. Đó là cái đầu tiên là cái thương xá tắc đó bà con. Trước năm 1975 thì nơi đó là nơi mà trung tâm thương mại sầm uất. Nhưng mà sau năm 75 thì nơi đó bị đóng cửa và bám bụi nha bà con, để phong tỏa kiểm tra cha gì đó. Chính ông là người quyết định là giao về cho bên thành đoàn thành lập ra cái cửa hàng thiếu nhi đó. Rồi sau này là cửa hàng, cái nhà thiếu nhi thành phố này giao lại nguyên cái khu đất này để giao để làm phục vụ cho thiếu nhi. Rồi sau khi mà ông hết làm bí thư thành phố, ông được đưa ra trung ương, chuyển ra trung ương, thì cái căn nhà mà công vụ á, mà nhà nước giao cho gia đình ông ở á, ở ngay chỗ khu trên đường Tú Sương đó bà con, thì ông lại bàn giao lại cho nhà nước để làm một cái trường mầm non nha bà con. Thì cuộc đời của ông Võ Văn Kiệt là ông Sáu Dân á, gắn liền rất nhiều về với các em thiếu nhi. Các em nhi đồng đó. Nó ở đây cái bích tết Nam Sơn nè bà con. Bích tết Nam Sơn này được hình như vào hồi đó là nó nằm ở kia ha, giờ nó mở thêm đây.
bánh tết Nam Sơn này ai cũng biết nha bà con, nổi tiếng á. Rồi mình đi ra tới đây là đường Nguyễn Đình Chiểu nè bà con. Đường Nguyễn Đình Chiểu này hồi đó nó là đường Phan Đình Phùng. Bên kia đó là sân vận động Phan Đình Phùng đó bà con. À, câu lạc bộ Phan Đình Phùng cũng được, hay là nhà thi đấu Phan Đình Phùng cũng được bên đó đó. Nhưng mà cái dự án đó bây giờ nó nằm ở đâu, nó phủ rồi cây cối bà con, bác thấy nó mọc cao tầng, nó mọc cao luôn, thấy không đó bà con, bác thấy mấy cái cây không, nó mọc cao ơi là cao không, tức có nghĩa là nó đã đóng băng cái cả mấy năm trời á, cho nên bên trong bà con bác thấy cây cối nó mọc thấy ghê không đó. Còn bên đây phải ba mươi cầu đây nè, cái của Việt Nam Airlines cái du lịch gì nè. Đây đây là nhà trước năm 75 là nhà của ông thống đốc Lê Quang Hiền đó bà con, thống đốc ngân hàng đó Lê Quang Hiền. Còn đây là khách sạn Victory. Khách sạn Victory này là hồi xưa nó là Đức Hotel. Rồi đây là đường Võ Văn Tần ha, hồi xưa là đường Trần Quý Cáp nè. Bên đây là trường Lê Quý Đôn ha. Đây bà con có bác thấy cái chỗ mà TV Văn không? Hồi xưa đó là cái căn biệt thự đó bà con, kế bên sân khấu kịch 5B. Vào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, nơi đây xảy ra một cái vụ án. Hình như là cái bà chủ này bà bị giết, hình như là cướp tài sản hay cái gì đó. Nói chung là đây hồi xưa có cái căn biệt thự. Cái vụ án đó bây giờ ba mẹ cậu cũng quên rồi, ba mẹ cậu có đọc mà ba mẹ cậu quên rồi. Không biết không các cô chú anh chị và các bạn nào nhớ không? Đó, đây là trường Lê Quý Đôn. Trường Lê Quý Đôn này hồi xưa đến giờ nó có ba cái tên nha bà con. Khi mà đầu tiên lên mà khi mà thành lập cái trường này cho Pháp á, thời Pháp á, thì nó tên là cái gì ta, tên tiếng Pháp khó đọc quá rồi, đọc sai bà con có bác đừng có cười nha bà con. Nếu thấy ba Michael đọc sai bà con có bác đọc lại dịch lại giúp ba Michael ấy. Nó tên là Sasulupa. À rồi cái tên thứ hai nữa đặc đặc đó là đặt là sao ta, nó giờ gọi là đọc qua thành tiếng Việt đi ha, nó là Văn Rắc Russo. Văn Rắc Russo không biết đúng không nữa nha, ba mày gọi đọc sai bà con bác sửa lại giúp ba mày gọi. Rồi sau đến năm mình như năm 67 là được đổi tên là Lê Quý Đôn, và được cái tên này được mang tới thời điểm bây giờ luôn đó bà con. Đây đây là Dinh Độc Lập. Hồi xưa trước năm 75 đây được gọi là cái gì ta, Phủ Đầu Rồng. Phủ Đầu Rồng là đây. Nơi đây là được cái ông mà kiến trúc sư, ông kiến trúc sư tên gì ba mươi cầu quên rồi bà con, mà những người mà đạt được cái giải mà Khôi Nguyên La Mã đó bà con, đó là thiết kế toàn bộ cái Dinh Độc Lập này ở dưới tầng hầm luôn. Rồi sau khi xây dựng cái dinh này xong là ông Nguyễn Văn Thiệu là ông về về đây ông ở nè. Và cái tòa nhà này, cái Phủ Đầu Rồng này là ổng ở cho đến khi mà ổng từ chức luôn. Không có người nào mà ở lâu đời nhất như ông Thiệu từ khi mà xây xong cho đến lúc mà hết chức luôn. Rồi con đường này đường Lê Duẩn, hồi xưa là đường Thống Nhất. Rồi sau này sau năm 75 thì được đổi tên lại là đường 30 tháng 4. Công viên này chúng ta có 4 cái công viên nha. Hồi đó người ta còn vui miệng là đây là công viên 4 vùng chiến thuật nè. Hồi đó nhưng mà thật ra tên của nó là công viên Thống Nhất nha bà con. Sau năm 30 tháng 4 năm 1975 thì nơi đây được đổi tên lại là công viên 30 tháng 4. Và cái con đường này là cái con đường chính của Sài Gòn nha bà con. Thường hay diễn ra những cái cuộc meeting, diễu hành đó.
Hồi xưa là khán đài ở hai bên đây nè bà con, cái trên cái con đường này dựng hai khán đài. Trong cái đợt mà kỷ niệm 30/4 á, chắc còn khoảng 1 năm 2 năm nữa thôi là nơi đây là ba mẹ còn nghĩ rằng là sẽ có một cái cuộc duyệt binh rất là lớn ở đây. Bây giờ thì mọi người gọi là diễu binh, diễu binh diễu hành. Nhưng mà trước năm 1975 á, thì các cô chú ở miền Nam thường hay gọi đó là diễn binh đó bà con. Diễn binh diễn hành. Còn bây giờ thì mình gọi là cuộc diễu binh. Thì những cái ngày lễ lớn của đất nước Việt Nam thì trên cái con đường này, nhất là đặc biệt là ngày 30/4 năm 1975, kỷ niệm ngày non sông thống nhất á, non sông thống nhất liền một dải á, thì trên cái con đường này chắc chắn sẽ có những cái cuộc diễu binh lớn lắm nha bà con. Lớn lắm. Mà thường hay lấy cái mốc là số chẵn đó mà, 40 năm, 50 năm, 30, 40, 50. Thì những cái lần trước thì ba mày còn có xem, lớn lắm. Mà lúc đó thời điểm nó làm gì có YouTube, nhưng mà sắp tới đây thì mình có YouTube rồi nè. Thì trong những cái đợt đó thì ba mày còn sẽ đi ra quay cho bà con bắt xem. Rồi con đường này là đường Đồng Khởi nha. Ôi trời ơi, coi kìa. Người ta đặt hàng online đó bà con. Tranh thủ xuống lấy hàng. Con đường này đường Đồng Khởi, hồi xưa đó là đường Tự Do. Đây là công viên Chi Lăng nè. Rồi 30 rồi quẹo phải. Ở đó đây là cái tòa nhà building nè. Rồi cái đoạn giữa ở đây nè, hồi xưa là công viên Chí Linh nè bà con. Đó, công viên Chí Linh ở đây. Rồi tới đây là tòa Đô Chánh. Hồi xưa người ta gọi là Dinh Sở Tây đó, sau này đổi tên là tòa Đô Chánh và bây giờ là Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là đường Bách To nè, đường Lê Thánh Tôn nè. Nhìn qua bên kia đó là phố giày á. Hồi xưa là trước năm 75 là làm giày. Xin thưa bà con bác, nhìn qua bên kia là trong cái hẻm mà hẻm casino á, là có cái tiệm phở Minh ăn cũng ngon lắm. Đây, cái phố làm giày ở đây nè. Ở đó đây là tiệm làm giày trước năm 75 đó bà con. Hai bên đây là hàng loạt các tiệm giày, đóng giày. Bây giờ người ta cũng làm giày nè, mà người ta làm giày ngoài lề đường. Rồi kìa, người ta làm giày đó bà con, sửa giày dép, túi xách, thắt lưng. Trời ơi, coi kìa, đó, nheo nhóc. Con nít không đó bà con, bác không? Con nít nhỏ, một người ngồi, một vàng đứng xung quanh luôn bà con, bác không? Thấy giống như chị Đại không? Bà con bác nhìn thấy giống cảnh chị Đại không? Một người phụ nữ ngồi rồi một vàng đứng xung quanh, đứa người nào nấy ủng ẩm con nheo nhóc.
chắc đứng đó để chỉ đạo tại sao sáng giờ không kiếm được đồng nào hết. Đó, cái đó không biết có phải cảnh chăn dắt không mà con. Đó, một người ngồi rồi một vàng mấy người luôn, người nào cũng tay ẩm nít mang á, chị đại đó. Rồi con đường này đường Phan Chu Trinh. Hồi xưa ở đây có cái tiệm bánh trung thu trong Hưng Viên nè, nổi tiếng Sài Gòn nha bà con. Không biết các cô chú anh chị và các bạn nào có biết cái tiệm bánh trung thu Đông Hưng Viên này không nè. Nghe nói nổi tiếng lắm các bác. Không biết giờ bên các cô chú bên Mỹ có còn được. Ôi chà, may dân được mở tiệm này nè. Không biết các cô chú bên Mỹ giờ có ăn bánh trung thu Đông Hưng Viên chưa nè. Rồi giờ quẹo đây. Con đường này đường Lê Lai. Hồi xưa ở đây là có cái ngân hàng nè bà con. Con ngân hàng mà con gà ấp trứng vàng á. Con đường này đường Lê Lai. Kỷ niệm 7 năm. Đó, đây là bãi đầu xe nè. Đây là ga Sài Gòn. Cái tòa nhà bên đây là khách sạn Lê Lai nè bà con. Này là khách sạn này hồi xưa là thuộc về Sài Gòn Tourist. Nói chung hồi xưa mấy cái khách sạn mà nổi tiếng đó là đều thuộc về Sài Gòn Tourist hết nha bà con. Sau năm 75 quy về một mối Sài Gòn Tourist. Nơi đây là con đường này là đường Phan Văn Hùng nè. Hồi xưa đây có bến xe đi. Bến xe đi Tây Ninh nè. Nói chung đi khắp nơi đó, đi ra miền Đông. Đường này đường Phan Văn Hùng. Sau năm 75 á, khi mà mở cái ga Sài Gòn này ra bà con, ngay tại trước mặt bà con bác luôn á, đây là cái khu chợ trời. Đây là tại chợ trời đó bà con. Năm 1986. Đúng rồi, năm 86. Chính mắt ba mẹ cò trực tiếp thấy ở đây là thấy cái cảnh mà coi như là hai ngón đó bà con. Bà con cô bác có nhớ cái danh từ mà cái dừng hai ngón không? Hồi xưa là người ta bày lề dưới lề đường người ta bán á. Lúc đó là ba mẹ gầu, lúc đó là dân xích lô mà. Năm 86. Chính mắt ba mẹ gầu thấy luôn á bà con. Khu đó là khu chợ trời á, cái tầm lúc đó là tầm chiều khoảng 3-4 giờ. Ba mẹ gầu đi. Thấy mà không nói nha bà con. Hồi xưa không dám nói đâu, nói nó quýnh mình chết á. Với lại cái chỗ mình là làm ăn mà. Ngồi cái đó đi ngang qua cái là hai ngón nó xỏ vô cái là coi như là bà con bắt là chỉ có la là làng thôi. Với thêm cái nữa đặt giỏ. Có nghề hết nha bà con. Con ngón có nghề hết. Đó là ngay cái khu vực đó là chính mắt ba mẹ cậu thấy lúc đó là khoảng năm 86, 86, 87 gì đó. Rồi thôi, xin thưa bà con bác, chắc video nó cũng đã dài rồi. Thôi chắc ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.